Cảm ơn Chúa cho trường con có thư viện để chúng con có thêm kiến thức qua những quyển sách. Cảm ơn Chúa đã chọn những thầy cô có tâm lòng yêu thích sách để giúp chúng con trong công việc quản lý, sắp xếp sách trong thư viện của trường. Đây là công việc rất khó vì các thầy cô phải chọn những quyển sách có ích cho chúng con đọc. Các thầy cô cũng phải tư vấn sách thích hợp cho từng khối lớp trong trường. Xin Chúa ban cho các thầy cô có sự khôn ngoan, kiên nhẫn và tình yêu thương để giúp chúng con. Xin Chúa cũng nhắc chúng con có ý thức trách nhiệm trong việc mượn trả sách đúng thời hạn, gìn giữ sách sạch sẽ, bày tỏ lòng tôn trọng của mình. Xin Chúa tiếp tục tài trợ tài chánh cho công việc mua thêm sách mới bổ ích vào trong thư viện của trường. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nếu có những trường học nào chưa có thư viện, xin Chúa giúp cho các trường đó sẽ có thư viện trong một ngày gần đây. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai đoạn 41 câu 10b.